Dễ thương chị ha. Hay em có thể giới thiệu về mình? Dạ, em tên là Hồ Quỳnh Nhi. Em 24 tuổi. 24 tuổi? 24 dạ. tuổi. Em là người Mỹ gốc Việt. Nhìn em người Mỹ gốc Việt. Em cảm ơn. Em là Di Bảo. Em năm nay 25 tuổi. 24-25 đó. Trên nhau một tuổi. Nhưng mà nhìn quá trẻ á. Tụi em kết hôn ở Mỹ rồi. Kết hôn được lâu chưa em? Kết hôn được nửa năm. Nửa năm. Dạ. Hai bạn đều sống ở bên Mỹ hết hả? Dạ không, em là sinh ra Việt Nam nhưng mà em lớn lên ở bên Mỹ và chồng của em thì ở Việt Nam. Khi hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Em có thể trả lời câu hỏi này không? Thì một trong hai. Em rất là hâm mộ bạn này hồi trước. Bạn này hay rap nên là em rất là hâm mộ bạn này. Các bạn này rất là buồn, rồi có một số chuyện tình cảm với bạn ấy buồn thì em mới ngỏ lời là em inbox cho bạn ấy nói chuyện bình thường như những cái bạn khác chia sẻ nó buồn thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì sau khi em tháng 2 ấy, khi mà em về Việt Nam em không có bạn vì em lớn lên ở bên Mỹ mà, em nói là có muốn đi chơi với mình không tại vì mình không có bạn. Nên là bạn này cũng ok, lúc đó là tụi em quyết định gặp nhau. Mà ngay ngày đầu tiên đi chơi với nhau là có tình cảm với nhau luôn hay là sao? Dạ không. Lúc đó là em rủ bạn vào Sài Gòn. Bạn này rủ em ra Huế đi chơi nhưng mà em không biết đường để ra Huế nên em rủ bạn vào Sài Gòn. Bây giờ bà vô bà rước tôi đi tôi mới dám ra. Còn không thôi tôi ra ngoài tôi đâu có quen biết ai đâu. Thì cái lúc đó là gặp vợ em lần đầu tiên luôn. Thì lúc đó nhìn vợ em lạ lắm, nhỏ xíu à. Cái kiểu như là em thấy ô cô này có chút ép mà nhìn lạ quá. Cái cảm giác như em có một cái cảm giác là muốn che chở bạn này, em muốn theo đuổi bạn này nhưng mà em vẫn chưa nói với bạn này biết. Em nhấn mạnh cái là lúc em gặp bạn này em tầm 38-39kg thôi, giờ em 43 gần 45kg. Còn em có tình cảm với lại bạn này không? Dạ không, tại vì hồi lúc trước khi mà em quen bạn này thì em toàn quen trai, em là gái thẳng. Tại vì hồi đó thì rất là nhiều bạn biết cái cặp đôi của Di Bảo ấy, rất là dễ thương. Thì lúc đó thì bạn này cứ đăng lên Facebook kiểu đăng buồn trong tâm trạng thì em mới thấy vậy. Em là một người hâm mộ, thấy thần tượng của mình buồn thì mình cũng vào an ủi thôi chứ cũng không phải là vào để tán tỉnh bạn này hay gì hết. Thật ra đó, anh có biết Di Bảo thì anh biết có một cái scandal xảy ra với em. Thì anh chỉ muốn nói là chuyện gì đã xảy ra với em mà để cho rất nhiều người quay lưng với em như vậy. Ngay từ lúc đó thì em không có muốn là giải thích kia nữa. Tại vì lúc đó em có giải thích bao nhiêu á, nếu người ta yêu thích em thì người ta không cần nghe em giải thích. Còn người ta đã ghét em rồi thì em có giải thích bao nhiêu đó thì người ta vẫn không tin mình. Nhưng mà em có thấy oan ức không? Có một chút xíu nhưng mà cái chuyện đó rồi thời gian nó cũng sẽ xóa mờ đi hết. Em là em cảm thấy oan ức nhất là tại vì sao? Em phải đính chính cái điều này là ông này ông tán em gần 10 lần nhưng em vẫn không đổ. Chứ không phải là như mọi người hiểu lầm em là em vào và em tán ông này. Đó. Có nghĩa là em bị mang tiếng là người thứ ba. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà hai người đó chia tay hồi tháng 10 thì tháng 12 em mới thấy ông này buồn buồn thế em mới vào em mới nói là hey what's wrong, chuyện như vậy tại sao lại buồn. Thì đó, thì tháng 2 lúc đó là tụi em nói chuyện qua lại và tụi em biết nhau trước đó rồi. Thì khi tháng 2 lúc em về tháng em 10 lần nghe vợ không đồng ý. Em nản. Khi bảo bị mang tiếng là người thứ ba, em có bị cộng đồng mạng công kích như Di Bảo? Có chứ. Thì lúc mà em quen Di Bảo ấy, tại vì cặp đôi của bạn này quá dễ thương, khi em bước vào không ai chấp nhận em. Thì lúc đó đả kích nhiều lắm, hầu như em không chịu được cái áp lực đó và em đã từng nghĩ tới là mình sẽ tự tử luôn. Mẹ vậy dạ, mẹ em là kề cạnh em, kiểu như rất là kề cạnh em luôn ạ. Rồi bây giờ chắc mình quay lại cái chuyện tình yêu của hai đứa ha. Di Bảo tỏ tình với lại Sù như nào? Em tỏ tình bằng nhiều cách lắm. Còn em bỏ hết nguyên một cái Tết, bỏ hết công việc của em ra đó tỏ tình vẫn bị từ chối. Tới lúc mà vào đây lại đi chơi vẫn bị từ chối luôn. Em tỏ tình như thế nào mà bị từ chối? Em nói thẳng ra luôn hay sao? Em nói là em ơi em có quay anh không? Em ơi nhạt nhẽo lắm. Rồi có như em thì em có thích lãng mạn. Bạn thích cái kiểu như lên mạng coi phim, mấy phim Hàn Quốc tỏ tình lãng mạn thì em cũng gán lên em coi. Rồi em thấy thích bong bóng thì em có mua một cái thùng bong bóng. Cái kiểu như là mình cũng rất là lãng mạn. Đi vô một cái phòng thì em cũng có tặng hoa. Hoa bạn này thích là hoa hướng dương. Rồi bạn này giống như là làm em tụt cảm xúc là anh ơi anh tặng cái thùng cho em chi vậy, anh có để chặt sát người trong đó không? Không thôi anh hồi mở ra luôn đi. Hồi đó đang nổi là cái thùng xốp mà mấy bạn này cứ chọc em hoài là thùng xốp không, thùng xốp không, để em rất là sợ.
Cái em kêu thôi cái món quà đó là giống như là em tự tỏ tình với em vậy đó. Anh mở ra thử coi cái thùng đó là cái gì. Em tự mở bong bóng tự bay lên. Em thích rất là nhạt. Xong rồi em lúc đó là rất là nản luôn. Chắc buồn lắm hả? Thật ra em chưa bao giờ quen tomboy. Hầu như trước khi em biết bạn bi chồng của em ấy, thì em chưa biết tới LGBT là gì. Thì khi em không biết là em thật sự có cảm xúc với bạn này không, nên đó là lý do em cứ mãi cứ từ chối. Là lúc nào đi chơi em cũng là tỏ tình là em ơi bây giờ em có chịu quen anh không, em ơi em có chịu quen không. Nó thẳng như luôn hả? Nhây lắm. Sao nó thẳng quá vậy? Em đâu có biết tỏ tình sao nữa đâu. Đến lúc nào bạn này mới đồng ý? Tới cái lúc mà thì tới cái lúc cái vụ scandal của em nổi lên, bạn này là người thứ ba, thì lúc đó một mình trong lòng em cũng rất là buồn, tại vì mình quá nhiều người bị công kích đi, nhưng mà em rất là ức mà em không có nói ra được. Cái em mới điện thoại em nói với bạn này, thôi bây giờ em bị mang tiếng người thứ ba rồi, bây giờ em quen ai cũng đâu có được, thôi em quen dùm anh luôn đi. Quen luôn. Mà lúc đó em sợ gia đình của em cũng biết, tại gia đình em là người Huế thì gia đình của em rất là khó và những cái vấn đề này. Thế mà em cũng thương, lúc đó cũng thương Bi, thương hai tụi em. Thế là ồ, gia đình mình biết hết trơn rồi. Thôi vậy thôi tới luôn. Rồi khi mà mẹ biết đó, cái hành động của mẹ đối với hai đứa là như nào? Mẹ thương em lắm, mẹ sợ em chết, mẹ cứ kề kề em miết. Em không làm được gì hết, không ăn không uống. Mẹ em sợ thì chắc là mẹ lơ đi cái chuyện mà hai tụi em quen nhau luôn. Mà cứ khuyên em, khuyên Bi nữa. Thôi tụi con đừng buồn. Rồi mất bao lâu hai đứa vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng đó? Em thì chắc cỡ một tuần. Em không biết Bi thì sao? Em chắc là em bị sóng gió quá nhiều rồi. Thì em chỉ nói với vợ em là thôi em ơi, em cho anh khoảng chừng tầm vài ngày thôi thì anh sẽ bình thường lại. Nhưng mà cho chị thắc mắc chị hỏi nha, thì cái vấn đề mà ví dụ chia tay một mối tình thì đâu có gì đâu mà phải cộng đồng mạng gay gắt với em như vậy? Giống như là tụi em có, giống như là tụi em quá phô trương trên mạng, mọi người biết về mối tình của em quá đẹp đi, cho nên có một cái gì đó xấu về em thì mọi người sẽ chỉ trích. Nhưng mà chia tay là do hai người đồng ý chia tay hay là? Vâng, hai người đồng ý chia tay lúc là tụi em không hiểu nhau nữa và em quen quá là xa. Em nghĩ là có thể là cái cặp đôi này là quá đẹp, quá hoàn hảo đi. Đó là một cái mơ ước của những cái bạn mà LGBT. Nên là khi mà em bước vào, họ chia tay đúng đồng ý. Đúng rồi, họ cứ mãi quay về đi. Mặc dù bây giờ hai tụi em cưới nhau, người ta cũng kêu tiếc quá, hai người quay về đi. Vẫn như vậy. Nhưng mà hai bọn em bây giờ kiểu rất đẹp đôi mà. Em cảm ơn rất là nhiều. Cái lời mà người ta công kích em á, làm cho em đau lòng á, có những cái lời nào mà em thật sự cảm thấy tổn thương không? Tổn thương thì chắc là không có đâu. Tại vì đó giờ em bị rất là nhiều. Nhưng mà về mặt của bạn gái em thì nói bạn gái em là người thứ ba. Là phá đám đúng không? Lúc đấy tại sao em không có, em có một cái lời nói nào công khai để bảo vệ người bạn gái của mình không? Giống như là hầu hết là họ không tin em. Lúc đấy em có thấy mình bị bất công? Dạ không. Nói chung là chồng em ok là được rồi. Ra khi mà tụi em cưới rồi có rất là nhiều người bên tụi em luôn, mặc dù tới hiện tại bây giờ tụi em vẫn không có đứng ra để chứng minh là em không phải là người thứ ba gì hết, nhưng mà em cứ để mọi người tự nhìn nhận. Và thật ra có rất là nhiều người quay lại và kiểu là ủng hộ lại tụi em. Thì em là một cái đứa mà cứ ngày nào cũng đọc những cái comment trên mạng. Đó là em phải đọc cho bằng hết đúng không? Đúng, có chửi em cũng đọc cho bằng hết, đọc xong tự khóc. Nhưng mà xong vui lắm, tự nhiên có nhiều người lúc mà em hiểu cưới được mình, đúng không? Dạ, thì em vui cực kỳ, kiểu như cuối cùng cũng có một, chỉ cần một người tên em thì em cảm thấy vui. Đó là cái động lực của em. Mình chỉ thấy hai người ở ngoài rất là xứng. Kiểu như là anh nhìn thấy hai người này chắc chắn là phải quen với nhau. Kiểu là nhìn rất hợp, tất cả mọi thứ đều rất hợp. Khi em tiếp xúc với Sù ở ngoài, em thấy là một cô gái quá nhỏ nhắn mà phải chịu áp lực quá lớn như vậy. Em nghĩ chị hiểu cảm giác này ha, chị Chi. Nhiều khi lời nói của người ta làm cho mình cảm thấy tổn thương. Khủng khiếp. Nhưng mà em thấy bây giờ là em mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Bây giờ em cảm thấy em rất là mạnh mẽ, cho dù em không có sợ những cái áp lực đó nữa. Thật, bao nhiêu cái áp lực đó nó đã đổ cho mình hết rồi. Đúng rồi. Trong giờ không có sợ gì nữa hả? Dạ, có ai nói gì nữa, miễn là gia đình của mình này hạnh phúc là được rồi. Hạnh phúc của mình, chồng của em tin em là được. Khi nào thì hai đứa có nụ hôn đầu tiên? Quen bao nhiêu lâu đó?
Anh muốn kể không hay là em kể luôn đi, có gì đâu, vui mà. Em kể cho nha. Ừ, tại em sợ em nói nhiều quá, tại vì cái lúc đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em luôn. Hồi đó là hồi tháng 4. Thật ra là lúc đó tụi em đang tìm hiểu nhau mà tính của em quá open, có thể là vậy. Lần đầu tiên anh này dẫn em đi bar. Thì mấy bạn này là uống rượu, không phải uống rượu mà cũng không, tụi em không phải dân chơi để uống rượu đâu, chỉ uống mấy cái cocktail bình thường. Tại vì mấy bạn uống mà em chưa bao giờ biết uống, em nói thôi cho tôi chơi với. Tại lúc này chưa quen nhau mà cho tôi chơi với. Thôi thì tụi em chơi bài, bạn nào thua uống. Em chị ơi, em uống gần 50 ly. Gần 50 ly. Em thua hoài. Gần 50 ly. Không, em phải thua hoài. Em thua chừng cỡ 20 ly thôi. Xong cái mấy lần sau em xuống đó cái em say mềm rồi, em như con bụng rượu em uống tiếp. Tự cầm tự rót tự uống. Em mời chị có muốn em lấy em uống luôn. Một lần duy nhất trong đời em tưởng tới già luôn. Xong lúc đó em thấy bạn này, lúc chắc em say rồi. Khi em thấy bạn này, một cái con người khác, không phải nhảy nhót rồi, thích lắm nha. Em thấy ô. Cái em nghe những bạn khác kể lại em đẹp mu tới tắt luôn, đẹp mu tới tắt luôn. Hùng của nó luôn. Là ôm hôn hoài luôn. Ông này cũng rẻ cho luôn. Rồi bạn em nói thôi mày tránh xa nó ra đi. Nó say rồi mày tránh xa nó ra, hồi nãy tới giờ hả? Một tháp rượu là nó uống hết rồi đó. Tránh xa hết luôn. Giờ lúc đấy cảm giác của Dĩ Bảo thế nào em? Để hùng luôn. Không. Hết rồi. Có nghĩa là có thích cái... chưa?